10 €, je veux bien. Ah non, non, non. 7,50. Combien ? 7,50 €. Oh non. Oh non. Oui, t'en veux 6 ? Ouais, s'il en prend, on en prend. Đi chợ trời xong rồi bây giờ bắt đầu mình đi ra xe buýt mình về nha cả nhà. Sẵn mình review cái parking để xe không đồng. Tất cả hai bên lề đường là parking để xe không đồng luôn cả nhà, không có đồng nữa. Để xe không có trả tiền đó. Cả nhà thấy không? Để xe không có trả tiền nha. Xe buýt cửa này đi vô, để đi vô đi quay bông cho cả nhà mình xem nha, rồi mình đi ra lại bến xe buýt, chạm buýt đó, để thôi xe buýt nó đi nó bỏ mình là mình không có xe để về nhà nữa. Về ở ngoài đây, đây mình vô đây mình quay cho cả nhà mình cùng xem, bông trắng giả hết nha cả nhà. Này cả nhà thấy không, nguyên một vàng bông. Rất là đẹp nha cả nhà. Bông mai, bông trắng, bông vàng. Một vườn cây cách tà bạc. Đây cũng là bông. Rồi, con chim nó từ ở trong cái lỗ. Wow, hai con. Chim này à, thằng cháu mình bệnh nó nuôi nhiều lắm nha. Một lỗ, hai lỗ. Trời, ba, bốn lỗ con chim nó vô nó làm tổ. Cả nhà đây nghe chim kêu chưa?
Này cũng bông mà không biết bông gì. Tới mùa mùa hè ấy, mùa 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 thu là bắt đầu là có bông dữ lắm nha cả nhà. Mình review bông cho cả nhà mình cũng xem. Xong giờ mình đi ra. Ở nhà nghe tiếng chim không? Thấy thương nghe không? Ở khu vườn này là chim dữ lắm, đủ loại chim giống như nhà mình. Thì nó về đây nó trú ngụ. Đây là bông luôn, không biết bông gì. Đây là cũng có nhánh mai vàng. Còn cái cây này thì nó có bông. Cây này là cây Noel Nubelon đó cả nhà. Thì Noel Nubelon là người ta đi cắt cái nhánh có bông vậy nè. Người ta làm một chùm để người ta bán 3-4 đồng. À, là loại này nè. Loại hoa bông dùng cho ngày Nubelon, Noel của Tết Tây. À, giờ mình đi dài dài lại trạm xe buýt nha cả nhà nha. Đó, cho cả nhà thấy bên kia là bà giải Bạch Ta Măng. Cả nhà nghe chim nó hót chưa? Rồi, ở đây là cái pho tượng đài của anh hùng liệt sĩ. Ở bên đó là giải Bạch Ta Măng, ở dưới là cà phê. Có cái cái mái tre màu đỏ đó là cà phê. Ở trên là Bạch Ta Măng. Đó, Bạch Ta Măng nhiều lắm. Giờ mình đi cúp cái mình đi qua đường nha cả nhà. Đây là cái dãy phố Bạch Ta Măng nha cả nhà, mình thấy cao ghê không? Kiến trúc rất sắc sảo. Đó, Bạch Ta Măng. Dài dài đẳng là Bạch Ta Măng không nha cả nhà. Bây giờ mình đi vừa review khu phố. Khu phố ngày xưa em chưa có qua bên đây. Nó có trước cái thời của em qua Tây nha cả nhà. Nó có trước. Thì cái con đường đi ra trạm xe buýt này. Xa xa thì trước mặt là cái nhà ga xe lửa. Nhờ tới đây thì cái karaoke buổi chiều ở Pizza. Quay cái xe lửa bên Pháp cho cả nhà mình xem nha. Đó, cái xe lửa trước mặt cả nhà đó. Quá chừng to luôn nha. Đó, cả nhà xe lửa nha. Cái đó cái đầu, cái đuôi đó. Một to. Hai to. Ba to, bốn to nha. Đó, xe lửa đó cả nhà. Mình cho cả nhà mình thấy nha. Xe lửa một chút xíu nha. Chút nữa mới chạy cả nhà. À, giờ mình stop nha. Mình đứng cái bên nhà ga xe lửa để mình review cái những cái tòa nhà Bạch Ta Măng. Rồi ở bên đất mấy bên kia thì nó đang xây dựng một cái trường học nữa nha cả nhà. Là trường học lớn nha, trường đại học của Pháp. Đó là bên công trình bên đó. Còn bên này thì
nó đang làm sửa lại cái nhà để người ta mướn, người ta làm gì người ta làm, đó là mình chưa biết nha. Còn ở đó là nó đang mở công trình trường học, rất là nhiều cái trường học chứ không phải một trường học đâu nha. Đó, giờ xe buýt chưa ra đâu. Đây là dài dài là chỗ xe buýt đậu. Đó, xe buýt đậu để rước khách. Thì giờ mình cũng đang lợi trạm của mình. Chào cả nhà hết nha. Đó, cái đầu xe lửa đó, cả nhà bên đó đó. Đó, đầu xe lửa đó, lát nữa nó đi đó, khoảng 12 rưỡi 1 giờ là nó đi rồi.